mấy con này tao cũng thấy con nào cũng giống con nào đâu yếu, chiếc chè lửa, chiếc chè than. Nè đó, con này con chiếc chè lửa. Nó hơn nhau là tiếng hót, với lại nó xòe lông xòe cánh rồi đó. Nó mà thấy con kia nó xòe dữ lắm nè, hai con thấy hai con nó treo gần nhau không, con thì nó đứng im, con thì nó xòe, nó làm dữ lắm. Làm dữ lắm, không anh đâu, không chơi với tao đâu, qua chơi thì mà có ông anh nào ổng cũng ở bển, ông về đó ổng khoái mấy cái môn này. Ông mà nhờ ổng hả đầu tư mở quán cà phê này, cái phỉnh này hả, cà phê bảy, cái phỉnh đất này thấy nó sạch đẹp ghê luôn. Mấy Hà Nội nó vô thấy nó chảy nước miếng đó. Cái chỗ này nè Trương, chỗ này anh nói là anh đi quê của anh nè, quê nội đó, khuôn viên này giờ khoảng bốn bốn ngàn 4.000 mét, nhiều chim dữ lắm, chim nhiều lắm, chim nó hót tùm lum hết trơn. Con mẹ Long Biên mẹ khùng mà chị báo đừng để ý, mẹ bị đuổi rồi, xe về với hả với ông Biên đuổi mà Long Biên đi rồi. Đúng rồi, bà Long Biên báo ông Phan Si chứ ai Phan Si, đuổi rồi chị báo cứ về đây chơi đi, khi nào có em bảo vệ cho chị báo, còn không có em thôi chắc bị cua à. Hưởng thụ hả, có gì đâu, ăn đồ ăn hả, ăn cái gì cũng được cho anh Hiếu, chủ yếu ăn xong có người massage cung cho tao là tao ok rồi. I am ok, bao đáp. Đâu mẹ, đâu ngày qua tao gọi thằng Sĩ rồi, thằng Sĩ nó nói có chị Lon có mày đi nó mà. Đang ở dưới quê quận 12 đó, 7.